Rồi chào anh em á. Mình hôm nay mình có cái máy Wanger này, nó cái đời này nó hơi lạ lạ, mình giới thiệu đến anh em tham khảo. Nếu mà phù hợp với cái việc sử dụng hoặc là cái muốn trải nghiệm của anh em thì anh em mua. Nó là một cái Wanger 70, mình cũng coi sơ sơ review rồi nó. Cái này thì nó cũng không mắc lắm đâu, nên em mua nước ngoài về Việt Nam thì nó tầm có ship rồi luôn tầm 3 triệu, điện 100V 475W nên nó xài giống cái motor hút bụi vậy nè. Này mình review chạy thôi nha, tại mình mua là mình thấy nó lột cái tem ra rồi, có dấu tháo ra rồi nè, không biết là bên đó tháo hay là ở đây tháo. Mình mua cũng 50-50, mình thích cái đồ lạ lạ nên mình mua đó. Có rủi ro cái vỏ với cái thân máy nó hơi tả nè, nó dính sơn, mình đã coi rồi là bên đó nó làm đổ sơn ha, đổ sơn nó chảy vô trong đây, giống như để đổ rồi nó hút cái này nè, nó dơ, nó mở ra nó vệ sinh, không biết là ở đây mở ra bển mở nha. Có dấu hồi nãy mình lấy cái lọc này ra mình lột lớp anh em, tại nó dính sơn á là mình biết nó hút vô á. Bên đây còn nè, anh em lột ra trong thùng này còn hai miếng lọc nữa. Thì cái này nó động cơ điện 100V nha. Đó. Trước khi mua thì mình đã nhìn sơ rồi, mình thấy có dấu mở rồi, chứ là người ta mở người ta không chú ý, người ta lột luôn cái tem này bỏ. Cái này là chế độ mạnh nhẹ, và con này nó mạnh hơn. Nó xài motor giống bụi thì motor này than là còn cái đời, mấy cái đời kia là nó xài rung bằng từ nữa không. Đây phụ kiện của nó, bỏ máy qua bên nha. Mình nói trước là cái thân máy này là lúc mình mua là đã tháo rồi nha anh em. Đó, mình về mình đoán là nó bị dơ đó, bị sơn đó, là người ta tháo ra thôi ha. Bị sơn đó, nói rõ tình trạng cho anh em coi nha, chủ yếu là theo cái phụ kiện của nó, mình thấy nó đẹp quá, nó phụ kiện nhiều quá mình mua thôi, chứ mà cái đồ tháo tháo rồi rủi ro, với lại một là cái tính khám phá là mình mua thôi, chứ còn bây giờ mua bậy bạ lỗ lắm. Ở trong này nó gồm nè, nó mình mới coi là hai cái miếng, là hai miếng lọc gió đó, hai bên đó nó có cả phụ kiện kèm theo. Cái này để ẩm ẩm thôi, hôi hôi. Cái này nó ghi Wanger, từ mấy cái đời cũ nó ghi rõ nơi sản xuất, nên cái này nó không ghi vậy nè. Tại vì mình bán tình trạng là chạy vỏ xấu vậy nha, tại vì mình lúc mình mua nó đã như vậy rồi. Mình về mình test chạy ok rồi mình làm clip gửi cho anh em tham khảo. Chứ là mình coi cái hoạt động của nó vậy thôi rồi bán chứ không có. Nè, da băng à, chuẩn JB là Nhật đó nè. Đúng catalog luôn. Cái này nó phù hợp sơn cái diện rộng anh em ơi. Em muốn coi kỹ thì cái đời đó anh em search nha, lên YouTube search cho người ta xài gì, thấy cái bét nó to thiệt là to luôn, bét bự lắm đó. Cái cây này cây làm gì nè, đó là gì, bán nó gồm phụ kiện nó là gì, còn một cái đầu nữa. Cái đời này làm bằng nhựa không ạ? Nhựa thì nó không bị sét, nhưng mà mình thấy không biết nó xài nhựa gì. Mấy cái đời trước thì cái thân với cái nắp này bằng nhựa, nhưng mà ở đây thấy bằng kim loại, còn này nó làm bằng nhựa luôn. Cái bét này chắc phun thôi rồi luôn. Đây là mình bỏ nước vô mình test chơi. Cái đường bét lớn này nó bự lắm. Cái lỗ ở đây nó là nó 6 ly rồi. Phun là thôi rồi luôn á, còn cái này lỗ mấy ly. Cái này thì cũng vậy. Nó lớn mà không biết cái khe nó có lớn hơn không, khe vậy. Ở đây một bình nữa, được hai bình, bình này là bình 1 lít 3, còn bình này bình 800 ml. Cái này cái lỗ tròn là hơi nhỏ nhỏ nè, lỗ này không biết mấy ly,
Này, nó còn dính sơn này. Nhỏ, lỗ này mình không thấy, nhưng mà nó phun thấy cũng bự đó. Rồi thôi, phụ kiện là như đây nha. Mình nói thôi chứ mình muốn mua mới đây thì chắc cũng khó. Bây giờ mình xài đồ bãi nó cũng còn tương đối mới, mà vì lý do kỹ thuật gì đó là nó làm vô sơn nó mở ra, ngoại hình nó xấu, anh em cứ xài hoạt động bình thường nữa ha. Khi nào mà nó trục trặc gì anh em mở ra nghiên cứu. Mình đã quan sát sơ rồi thấy nó đã làm sạch sẽ rồi, mặc dù trong này dính sơn là đó ha. Để mình mở cái nắp này ra mình thấy ở đây nó có dính sơn. Cái nắp này để thay lọc gió cũng dễ mở nha anh em, mình rút ra thôi đó. Cắn cái gì cái lọc á, bên này nè, bên này nó đóng nhiều, bán vậy đi thì đâu đó rõ ràng anh em thấy đúng công việc mình thì nhích thôi nè. Đó nó dính sơn hả, chưa nè, nó còn dính nè, chung vậy thôi. Dính sơn mình đón vậy thôi. Rồi đó, giờ tới phần công đoạn test đi. Ở đây nó xài gài vô vậy nè nè. Này có nước không biết có chảy không. Mình để hay xéo ở đây ha. Đây nè, nó có cái, ở đây nó có cái rãnh nè nè, rãnh nè. Rồi cái này nó cái ngạnh này nó ăn vô đây nè. Còn về cũng phải mày mò hết cả với kiểm tra đồ hết, tiếng hồ đó, mới test được. Nó để đứng ngang vậy nè. Rồi mình kéo xuống nè, này nó ăn vô rảnh này ha. Rồi lúc mình mở ra mình phải đè này xuống nha, để nó gãy nha, đè xuống là mới quay ra được. Đang còn thấy luôn á, giờ là phun đại một cái hơi nước. Rồi giờ hơi tối nên mình đem ra trước, mình phun ướt đồ hết. Cái này thì cái tia nó hơi mịn, con này nó to giống như khủng long. Hơi chóng mặt, anh em không cảm biết thấy không? Này, ngay ngoài hơi nước gì cũng không thấy. Chờ lên nước kiến rồi là đó. Bao nhiêu nhà. Rồi mình để đây ha, mình để đó, mình lấy cái bình lớn ra mình thay vô mình phun cho anh em coi thử. Cái bình lớn không biết nó có bị nghẹt vô, cái này mình không có vệ sinh, mình kiểm tra thôi, chủ yếu là cái phần máy thôi, còn mấy cái bét này mình chưa có vệ sinh luôn á. Vậy thôi nè, ở đây nó không có cái thứ mà nó ghi ZB có mã số này nè anh em, đàng hoàng. Bình cũng làm sạch sẽ sẵn rồi, có xài trong đây còn sơn, nó xài sơn gì. Cái này để sơn diện rộng nha, ví dụ anh em làm sơn cửa, sơn gì mà cái tấm phẳng lớn á, người ta sơn tường nữa mà nó không biết.
đồ để không có đường để đi em ơi, chặt hẹp bước ra biết vô. Cái này bét bự nè, để mình phun đây coi thấy không, thấy thì mình phải phun vô kiến. Bét này to lắm. À, bét dẹp nè không. À. Mình để mình bật mạnh lên nha. Chuối xuống rồi nó bị mất nước rồi, nước nó mới còn có xíu. Cái này mà phun với mặt lớn lớn thôi, chứ mà phun nhỏ nhỏ chắc mau hết, hết sơn lắm á. Một phát là chắc hết cái cửa rồi. Một phát là ướt hết tấm kiến luôn. Phun như máy rửa xe. Hình ảnh nó hơi xấu, hơi rung động, anh em thông cảm. Làm buổi tối nữa. Rồi sáng lấy về, trưa lần quần rồi. Làm này làm kia nghỉ ngơi, trưa đó mình bán, tranh thủ bán luôn một hai món nữa. Ngày mai mình đóng hàng cho anh em. À. Cái này cái tình trạng là cái máy nó như vậy anh em, bị bung rồi nha. À, người ta lúc mua người ta đã bung rồi. Nên mình bán tháo ra đè này xuống, mình cũng quên á, quên nó gãy á. Cái này nó chỉnh lớn nhỏ bằng cơ đây nữa, để giới hạn hành trình công tắc á. Nó xài đó là đá vô đây nè, công tắc hành trình. Còn cái này là mạnh yếu. Có vậy thôi. Cái này nếu mà cái máy này nó không bị tháo thì có thể là giá nó cao hơn nè. Đây mua mấy cái đồ Trung Quốc đây tầm 500. Không biết nhiêu nhưng mà mình thấy nó, nếu anh em nó có xài thì mua cái này xài nó ok hơn. Thế sau này nếu anh em xăng được cái thân máy khác đẹp đó, là phải. Còn là mình nếu xài ổn định thì mình cứ xài bình thường thôi, không có gì á. Nó chỉ xấu xíu cái chỗ hở nhìn nó, với lại nó lột mất cái tem đó cho anh em. Này. Mình bán giá 800 anh em. Cái này mình có một món là mình khỏi ghi mã số đi. Nếu mà tối có soạn được vài món nữa thì quay clip ghi mã số ha. Vậy thôi. Con gơ. Nói vậy chứ mình muốn mua hiệu, mấy cái hiệu này đây cũng có và hạn chế lắm, không có để mình mua. Cho bên Nhật nó xài nhiều. Hôm nay mình làm khô ráo. Cái bình thì nhựa giống như mấy cái đời trước. Có điều nó này nó làm cái thân này mà nó xài dạng đời mới, công nghệ mới, nó thổi. Nó thổi thì nó phun dữ lắm. Với lại nó xài những cái này bự hơn, nó làm bằng nhựa luôn, nhựa cứng đó. Cái này không biết có chỉnh cái gì trên này hả, anh em nghiên cứu mấy cái đó nha. Rồi cách tháo ra vệ sinh sao ha, hiện tượng mà mình thấy nó không gãy vậy đó, nên là mình bán với hình thức vậy nha anh em. Đầy đủ thùng.